Bích Ngân mến chúc khán giả của Giải trí 24 giờ có ngày giữa tuần thật là nhiều niềm vui nhé. Chắc là các bạn cũng thấy Hãy Trao Cho Anh đang là từ khóa được nhắc đến nhiều nhất kể từ khi ca sĩ Sơn Tùng MVP chính thức tung ra MV mới này. Sản phẩm một lần nữa giúp nam ca sĩ dẫn đầu V-pop ở các hạng mục và phá vỡ những kỷ lục trước đó của bản thân. Thậm chí là còn cạnh tranh cả với sản phẩm của nhiều nghệ sĩ quốc tế đình đám khi mà liên tiếp gặt hái về những con số ấn tượng. Cả nhà biết không, riêng trên trang nghe nhạc trực tuyến Nhạc Của Tôi sau 24 giờ ra mắt, ca khúc đã đạt mốc hơn 6 triệu lượt nghe trực tuyến trên platform nghe nhạc đó các bạn. Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, quyến rũ mê mất loạn nhịp làm tim mê say. Cuốn lấy áng mây theo cơn sóng xô dập dìu. Nụ cười ngọt ngào cho ta tan vào phút giây miên man quên hết con đường về. Bên cạnh những thành tích khủng thì việc Sơn Tùng hát gì trong ca khúc cũng trở thành đề tài bàn tán rôm rã trên mạng xã hội. Mới đây không phải là lần đầu nam ca sĩ bị cho là hát không rõ lời, nhưng điều đó cũng góp phần khiến cho lời của ca khúc mới bị săn đón ráo riết hơn bao giờ hết. Trước cơn khát lyrics của cộng đồng mạng, trang nghe nhạc trực tuyến Nhạc Của Tôi, nơi phát hành độc quyền bản audio ca khúc Hãy Trao Cho Anh, đã nhanh chóng tung ra bản lyrics làm thỏa mãn thị hiếu của các Sky và cộng đồng yêu nhạc. Vừa qua, ca sĩ, diễn viên, MC Ngô Kiến Huy đã có buổi fan meeting ấm cúng cùng các fan tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là buổi gặp gỡ hàng năm của Ngô Kiến Huy cùng với FC. Đặc biệt, sự kiện năm nay còn có sự góp mặt của các thành viên của chương trình Chạy Đi Chờ Chi là Lan Ngọc, Xuân Phạm và BB Trần. Sự nhiệt tình tham gia các mini game bất chấp hình tượng tại buổi offline của các khách mời đã đem đến những tràng cười không ngớt cho các fan của Ngô Kiến Huy. Với một năm hoạt động chăm chỉ ở nhiều lĩnh vực đã giúp cho số lượng fan của Ngô Kiến Huy tăng lên đáng kể và khẳng định thêm sức hút từ nam nghệ sĩ đa năng này. Các bạn thân mến, mới đây Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức họp báo giới thiệu lễ hội Hang động Quảng Bình năm 2019 với chủ đề là Quảng Bình bí ẩn bất tận. Lễ hội gồm chuỗi hoạt động sự kiện du lịch văn hóa nghệ thuật độc đáo với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc tại quảng trường Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới vào ngày 20 tháng 7 tới. Sự kiện hứa hẹn sẽ có sự góp mặt của các ngôi sao, nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam tham gia biểu diễn đó các bạn. Lễ hội Hang động Quảng Bình năm 2019 với chủ đề Quảng Bình bí ẩn bất tận gồm chuỗi hoạt động khám phá hang động mới mẻ, hấp dẫn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật đường phố sẽ diễn ra trong vòng 1 tháng từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8. Đặc biệt, Hoa hậu Trần Tiểu Vi vinh dự được mời làm đại sứ hình ảnh cho lễ hội này. Đây là sự kiện du lịch, văn hóa, nghệ thuật độc đáo nhằm tuyên truyền, quảng bá tài nguyên, các sản phẩm du lịch đến du khách trong và ngoài nước. Hai mươi một thí sinh bản thiếu niên và thiếu nhi của cuộc thi đại sứ áo dài Việt Nam 2019 vừa có phần tranh tài sôi nổi tại nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Các em tự tin sải bước trên sàn catwalk qua hai phần thi áo dài cách tân và áo dài tự chọn. Dàn giám khảo là những nghệ sĩ nổi tiếng, các hoa hậu như Hà Kiều Anh, hoa hậu áo dài Đàm Lưu Ly. Đây là cuộc thi do nhà thiết kế Việt Hùng tổ chức với quy mô toàn quốc nhằm tìm ra gương mặt đại sứ áo dài Việt Nam năm 2019. Các bạn ơi, còn bây giờ thì Bích Ngân sẽ gợi ý tới các bạn một số sự kiện hấp dẫn sắp được diễn ra nha. Chương trình Tambour Music của Trio Lover và Duo Dut sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 5 tháng 7 tại số 81 Trần Quốc Thảo, quận 3. Còn bạn nào mà quan tâm đến bộ môn nghệ thuật trượt patin thì nhớ là đừng bỏ lỡ giải đua Roller Sport thành phố Hồ Chí Minh mở rộng 2019 sẽ diễn ra trong 2 ngày là 6 và 7 tháng 7 tại hai địa điểm là số 1017 Bình Quế, quận Bình Thạnh và công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11. Trong ngày 6 tháng 7, show diễn thời trang I Am Sunny của nhà thiết kế Chung Thanh Phong sẽ diễn ra từ lúc 16 giờ tại White Palace Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức. Đến 21 giờ là đêm nhạc Dù Đã Biết của ca sĩ Thanh Hà tại số 8 Lê Quý Đôn, quận 3. Các bạn nào quan tâm thì nhớ lựa chọn để cùng thưởng thức nhé. Công chúng thủ đô vừa được khám phá nhiều điều thú vị qua triển lãm lễ cưới truyền thống của các dân tộc Việt Nam thông qua hình ảnh, hiện vật liên quan đến văn hóa truyền thống của các dân tộc Việt Nam trong lễ cưới. Nét văn hóa của mỗi vùng miền, dân tộc được hiện lên đầy màu sắc. Triển lãm với mong muốn truyền tải thông điệp về hạnh phúc lứa đôi, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa của các dân tộc trong thời hiện đại. Triển lãm đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Vân Hồ, Hà Nội đến ngày 10 tháng 7.
kiếm lối thoát ở căn phòng khi màn đêm cứ xuân tới tâm hồn em. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng giọng hát ngọt ngào đã giúp cho Trần Ngọc Ánh đoạt giải quán quân The Voice 2018. Thế nhưng ngay sau cuộc thi, cô nàng lại chỉ ra đúng một sản phẩm rồi lặng mất hút trong thế giới showbiz vốn nhộn nhịp. Ấy thế mà vừa qua, Trần Ngọc Ánh đã trở lại không báo trước với hình tượng cá tính, ma mị, đối lập hoàn toàn so với hình ảnh trước đây. Màn lột xác của nữ ca sĩ khiến cho không ít người bất ngờ khi họ đã quá quen thuộc với hình ảnh một nữ ca sĩ Trần Ngọc Ánh ngọt ngào, chuyên trị những ca khúc trầm lắng. Và để trả lời cho sự thay đổi này, Trần Ngọc Ánh đã dành cuộc trò chuyện cùng với Giải trí 24 giờ. Chúng ta cùng lắng nghe nhé. Xin chào tất cả các độc giả của báo Tuổi Trẻ, mình là Trần Ngọc Ánh. Chờ che anh có hay em đã yêu chẳng cần lý lẽ. Trong một thời gian rất là dài thì anh bị hoang mang và như kiểu mình bị mất phương hướng vậy, mình không biết là mình phù hợp với thể loại nhạc nào, mình không biết là mình hợp với cái phong cách như thế nào. Và đột nhiên thì anh tự nghĩ là tại sao mình lại phải hoang mang như vậy, tại sao mình không thử tất cả đi, tại sao mình lại cứ phải hoang mang như vậy, thì mình cứ thử tất cả đi thì mình sẽ biết được là mình hợp với dòng nhạc nào nhất. Thì đấy là những cái khó khăn mà anh cũng đã trải qua, bởi vì cái khoảng thời gian đấy nó rất là khó khăn. Mình cứ phải tìm tòi, cứ tìm kiếm hoài, tìm kiếm mãi và cứ hoang mang mãi và không thể nào mà đưa ra được một cái định hướng cho mình. Và cuối cùng là anh quyết định là mình sẽ thử tất cả. Dù biết rằng sai một ly đi ngàn dặm, em làm lỡ đánh cắp trái tim. Như mọi người cũng biết thì sau khi mà đăng quang chương trình Giọng Hát Việt thì Ngọc Ánh đã có cho ra mắt một sản phẩm, đó là sản phẩm Sai Một Ly. Và đấy như là một lời cảm ơn, lời tri ân của Ngọc Ánh đến tất cả những người đã, đang và sẽ luôn luôn yêu thương Ngọc Ánh trên con đường nghệ thuật của Ngọc Ánh. Thật ra thì trong cái quá trình đấy thì Ngọc Ánh đã gặp phải khá là nhiều vấn đề và khó khăn, cho nên là đến cái thời điểm này mình mới có thể ra mắt được thêm một sản phẩm mới nữa. Và thật ra thì cái bài này thì Ngọc Ánh đã nhận được từ tháng 10 năm ngoái rồi cơ, nhưng mà phải đến bây giờ thì mình mới có đủ cái về cái kinh phí cũng như là cái cơ hội để mà mình có thể ra mắt được cái sản phẩm lần này. Mỗi cửa đón anh vào phá tan, lý trí phán xin em dùng nghìn lần khi con tim em mãi mong. Cái sản phẩm trước thì anh mang một cái hình ảnh rất là nàng thơ, rất là hiền dịu. Và sản phẩm lần này thì nó khác hoàn toàn so với cái sản phẩm trước. Là sản phẩm lần này là anh thay đổi về cái hình ảnh cũng như là cái phong cách âm nhạc của mình. Thường thường thì với cái dòng nhạc mà sở trường của mình đó là pop ballad thì anh lại cảm thấy là với thị trường bây giờ thì quá là nhiều các anh chị nghệ sĩ là theo đuổi dòng nhạc đấy, và mình cũng biết là cái vị trí của mình ở đâu và mình muốn thử thay đổi những cái dòng nhạc khác xem là mình có hợp với những cái dòng nhạc đấy không. Và chắc chắn là mọi người sẽ còn gặp lại Ngọc Ánh ở nhiều hình ảnh khác nhau nữa, chứ không phải là nguyên ở hình ảnh một cô gái quyến rũ trông hoặc ma mị, hay là một cô gái nàng thơ hiền dịu, và chắc chắn là sẽ còn nhiều hình ảnh khác nữa. Mình có tuổi trẻ mà, mình có thể thỏa thích, mình có thể thay đổi theo một cái hình tượng nào đấy mà mình cảm thấy là mình có thể làm được và mình hợp với nó, thì mình nên thử chứ. Mình có tuổi trẻ mà, tại sao lại không thử nhỉ? Tại sao lại cứ phải gò bó trong một cái khuôn khổ mà mình đã, tức là có thể là mọi người đã định là mình là theo cái dòng nhạc đấy rồi, tại sao mình không thể thử thay đổi? Nếu đâu dòng nhạc đấy mình lại hợp hơn thì sao? Mong là mọi người sẽ đón nhận và yêu thích sản phẩm đấy của Ngọc Ánh. Các bạn thân mến, và cận cảnh vừa rồi cũng đã khép lại Giải trí 24 giờ hôm nay. Mọi thông tin góp ý và cộng tác cho chương trình, mời các bạn gửi về địa chỉ email giải trí24giờ@tuoitre.com.vn. Chương trình do báo Tuổi Trẻ và công ty Sang Vàng phối hợp thực hiện. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.